chức vụ thứ sáu mình sẽ có ở đây ba bước tương một chân. Sau đó mình sẽ móc tương tự như thế cho đến hết hàng. Tiếp theo mình sẽ móc vào đây 4 móc xích. Mình sẽ móc vào đây 3 móc đơn và 3 chân mũi. Chân mũi thứ 4 mình sẽ móc vào đây 3 móc đơn cùng 1 chân. Sau đó mình sẽ tiếp tục móc vào đây cho mình 7 móc đơn và 7 chân mũi. Cái mũi thứ 8 mình sẽ vào đây 3 móc đơn cùng 1 chân. Sau đó mình sẽ móc tương tự như thế đến hết hàng.